rể quý trời cho. chương 1381, lúc xuất đao nhanh một chút. Tiểu Nguyệt, từ bách tranh kinh ngạc nhìn về phía con gái của mình, mà phía sau Tiểu Nguyệt, Triệu Nhân và Tống Nghĩa cũng gấp rút đi lên. Nhìn thấy ba người này, hai mắt từ bách tranh lập tức sáng lên. Mọi người đến rất đúng lúc, nhanh, mau giúp ba ngăn bọn họ lại. Từ bách tranh lớn tiếng nói. Ông ta biết, đứa con gái này của mình là hóa cảnh đỉnh phong, mà tống nghĩa và triệu nhân cũng đang tu luyện thần cảnh đủ để chống cự một hồi chỉ là sau khi ba người đến hiện trường tống nghị và những người khác lại chần chừ thế nào ngay cả mấy người cũng muốn phản bội lại tôi từ bách tranh lớn tiếng nói tống nghĩa hồn lực của ba người chúng tôi đều đã bị khóa bây giờ không khác gì người bình thường cái gì hồn lực của mấy người cũng bị phong ấn từ bách tranh ngạc nhiên nói một chút hy vọng cuối cùng cũng tan thành mây khói lâm thanh diện tôi cầu xin anh bỏ qua cho ông ấy tiểu nguyệt nói với lâm thanh diện lâm thanh diện lạnh lùng nhìn cô ta cô không nên xuất hiện ở đây lúc này tất cả người của chúng điện thần đều nhìn phía mấy người tiểu nguyệt vốn dĩ bọn họ đã tràn đầy địch ý với người của thương nguyên giới bây giờ sự xuất hiện của tiểu nguyệt đã hoàn toàn chạm đến danh giới cuối cùng của bọn họ nếu như cô còn nói thêm một câu nữa ngay cả cô cũng sẽ giết chu tước lạnh lùng nói không sai thương nguyên giới làm nhiều chuyện đê tiện như vậy, chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Audio điện tử võ tấn bền Mọi người lần lượt bày tỏ thái độ của mình. Đã nghe thấy chưa, hôm nay từ bách tranh rơi vào bước đường này, là ông ta gieo gió gặt báo. Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói, cô tránh ra. Đôi mắt tiểu nguyệt đã ấn ấn nước mắt, quay người nhìn từ bách tranh, cô ta cũng biết, hôm nay mình muốn cầu xin cho ba mình cũng vô dụng tiểu nguyệt ba hỏi con con đã sớm đi đến bên phía chúng thần điện tại sao không lập tức liên hệ với ba nói cho ba biết tất cả mọi thứ liên quan đến thế giới này con đứa con gái này ba thật sự nuôi phí công mà quả nhiên từ lúc sinh ra con đã bắt đầu khắc ba hôm nay nhìn thấy dáng vẻ này của ba con hài lòng rồi đúng không từ bách tranh tức giận nói dạy dỗ tiểu nguyệt ông ta không chút lưu tình tiểu nguyệt cắn môi không ngờ đến lúc này rồi ba của mình vẫn có thái độ cay nghiệt với mình như vậy ông nói sai rồi vì sao chúng tôi không liên hệ với thương nguyên giới ông nên hỏi con gái lớn của ông triệu nhân lớn tiếng nói con gái lớn từ bách tranh rõ ràng có chút nghi hoặc sau đó nói triệu nhân cậu thật to gan lại dám nói chuyện với tôi như vậy thế nào ba người chúng tôi đã hứa với lâm thanh diện từ nay về sau chúng tôi không còn là người của thương nguyên giới nữa chúng tôi đã rời khỏi thương nguyên giới, ông cũng không còn là giới chủ của tôi nữa, từ tuyết nhi cũng không còn là cái gì mà đại công chúa nữa, ngược lại, cô ta là kẻ thù của chúng tôi. Triệu nhân nói một cách dứt khoát, mấy người đã rời khỏi thương nguyên giới. Từ bách tranh nhìn tiểu nguyệt, ha, quả nhiên là như vậy, mày, đợi ngày hôm nay đợi quá lâu rồi đúng không? Ba, từ đầu con không hề có ý định này, là ba và từ tuyết nhi từng bước đẩy con đến bước đường ngày hôm nay tiểu nguyệt trầm giọng nói lấy cớ mẹ nó đều là lấy cớ từ bách tranh hiếm khi chửi thề nói chính là như vậy tống nghĩa bước lên trước nói đứa con gái lớn kia của ông đầu tiên đuổi tiểu công chúa ra khỏi thương nguyên giới đem những cống hiến của tiểu công chúa nói thành của cô ta giành được sự yêu quý của ông không chỉ có như vậy cô ta suýt nữa còn giết chết tiểu công chúa nếu như không phải tôi và triệu nhân may mắn đến đúng lúc tiểu công chúa sớm đã chết dưới tay của chị ruột cô ấy rồi vì vậy, cô ta ôm hận với tôi và triệu nhân, nếu như ông không nhanh quên, có lẽ vẫn còn nhớ, ngày hôm đó, lúc nói đến chuyện ai đồng ý đi đến thế giới này, cô ta đã đặc biệt đề cử tôi và triệu nhân, mục đích khác chính là trên thế giới này, sắp xếp sát thủ giết chết ba người chúng tôi. Tống Nghĩa nói một cách rõ rạc, rõ ràng. Đôi mắt từ bách tranh mở to, những chuyện này, ông ta đều không biết. Ông, cái đầu ngu dốt, không có năng lực này, lúc trước tiểu công chúa một lòng một giả với thương nguyên giới ông lại đối xử lạnh lùng với cô ấy mà từ tuyết nhi kia làm nhiều chuyện xấu như vậy ở sau lưng ông ông lại cưng chiều vô hạn nói ra tất cả đều trách ông triệu nhân nói dù sao cũng đã lật mặt anh ta nói chuyện căn bản cũng không có một chút cố kỵ nào không cái này không thể nào cậu nói tuyết nhi có sát thủ sao con bé lại có sát thủ chứ từ bách tranh kinh ngạc nói giọng nói của tiểu nguyệt có chút run rẩy Cô ta cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, đến bây giờ ba vẫn nghĩ cho chị ấy, những điều con nói đều là sự thật, ba ngày trước, chị ấy sắp xếp năm cường giả thần cảnh đến để ám sát bọn con, chuyện này, tất cả những người ở chúng thần điện đều có thể làm chứng, mà, mà Huyền Vũ chính là vì chuyện này mà chết. Nhắc đến Huyền Vũ, sắc mặt của tất cả người của chúng thần điện đều trở nên ảm đạm, đồng thời, hận ý đối với Thương Nguyên giới càng tăng thêm vài phần. Tuyết Nhi con bé, con bé thật sự đã làm như vậy sao? Từ bách tranh run rẩy nói. Bây giờ tất cả đều chứng minh, những chuyện này từ Tuyết Nhi làm đều có tổ chức có kế hoạch, đã có âm mưu từ rất lâu rồi. Mục đích của cô ta chính là muốn khiến mình khốn khổ ở cái thế giới này, vậy thì cô ta có thể thống lĩnh cả thương nguyên giới, chiếm lấy vị trí nữ vương của thương nguyên giới. Phụt, một ngụm máu tươi từ trong miệng từ bách tranh phun ra. Ông ta tức giận, khó chịu như vậy chính là vì đứa con gái lớn mà mình thương chiều, tin tưởng nhất, tự tay đẩy mình vào con đường chết mà mình lại không hề hay biết. Những chuyện xấu xa mà đứa con gái lớn ông làm còn rất nhiều, nhiều năm như vậy, ông lại không hề nhận ra, thật sự vô cùng ngu ngốc. Triệu nhân không vui nói. Chả trách, chả trách con bé không muốn đón chúng ta về thương nguyên giới, hóa ra nó muốn làm giới chủ của thương nguyên giới. Từ bách tranh đột nhiên tỉnh ngộ ra nói, chỉ là tất cả đối với ông ta mà nói đã quá muộn ba những việc mà con có thể làm đều đã làm rồi tiểu nguyệt đứng trước mặt từ bách tranh sau đó nhìn tất cả mọi người của chúng thần điện ở sau lưng hôm nay hãy tha thứ cho con gái không cứu được ba mấy ngày nay con cũng hiểu ra rất nhiều chuyện thương nguyên giới đã phạm phải tội lỗi chống chất với thế giới này còn ba cũng phải chịu sự trừng phạt mà ba đáng phải chịu nhưng ba yên tâm đợi sau khi ba chết đi con gái nhất định sẽ an táng tốt thi hài của ba mỗi năm đều cúng tế ba yên tâm lên đường đi tiểu nguyệt trầm giọng nói cô ta cũng biết hôm nay cho dù thế nào cũng không thể cứu được từ bách tranh cô ta nói những lời này cũng là chuyện duy nhất mà cô ta có thể làm cho từ bách tranh mày chấm nsa đầu thối này mày muốn nhìn thấy tao chết sao từ bách tranh nói đôi mắt đã nổi lên những tia máu tiểu nguyệt cũng không nhìn ra ngược lại quay người nhìn về phía lâm thanh diện lâm thanh diện tôi cầu xin anh một chuyện, lát nữa xuất đau thì nhanh một chút, để, để ông ấy chết vui vẻ một chút. Tiểu Nguyệt nói, đôi mắt ấn ấn nước. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nhìn Tiểu Nguyệt trước mặt, gật đầu. Sau đó, anh đứng trước mặt từ bách tranh. Vốn dĩ ông nên bị nhìn dao dóc thịt, nhưng, Tiểu Nguyệt giúp ông cầu xin, để ông được kết thúc mạng sống của mình một cách nhanh chóng, cái này xem như là quá lợi cho ông rồi. Giọng nói Lâm Thanh Diện lạnh lùng, kiếm chảm tiên trong tay trực tiếp rút ra khỏi bao kiếm chảm tiên, chảm mọi yêu quái trong thiên hạ, hôm nay, chết dưới thanh bảo kiếm này, ông còn gì muốn nói không? Lâm Thanh Diện lạnh lùng nói. Từ bách tranh quỳ trên mặt đất, đầu ông ta rủ xuống, dưới khí thế của kiếm chảm tiên, ông ta còn có thể nói gì nữa? Đã như vậy thì ông đi chết đi. Lâm Thanh Diện trầm giọng nói. Thời khắc này cuối cùng cũng đến, nước mắt trong mắt Tiểu Nguyệt rơi xuống, dù sao cũng là ba của mình. Mà cô ta lại tận mắt chứng kiến từ bách tranh chết, đối với cô ta mà nói giống như một loại hành hạ vậy. Chỉ là, Tiểu Nguyệt hiểu rất rõ, cái chết của từ Bách Tranh là điều không thể tránh khỏi. Điều khiến cô ta càng ngạc nhiên chính là không ngờ đến trận chiên lại kết thúc nhanh như vậy, chỉ là kết cục lại quá bất ngờ. Bên phía chúng thần điện giành được chiến thắng, cái này quả thật quá bất ngờ. Từ bách tranh cúi đầu, Lâm Thanh Diện cũng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt ông ta, chỉ là tất cả những thứ này đã không còn quan trọng nữa, một luồng sáng vàng lóe lên kiếm chảm tiên không chút lưu tình chém xuống tất cả mọi người của chúng thần điện đều nín thở chờ đợi giây phút chấn động lòng người này đột nhiên từ bách tranh vốn dĩ đang cúi đầu trong giây phút này quả thực lại ngẩng đầu lên lâm thanh diện rất ngạc nhiên vì trên khuôn mặt của từ bách tranh rõ ràng anh nhìn thấy một nụ cười kỳ lạ muốn giết tôi không có cửa đấy đâu lúc nói câu này một con dao đen xuất hiện trong tay của từ bách tranh lúc này Lâm Thanh Diện mới nhận ra, phong ấn của đối phương đã được phá bỏ sớm hơn dự kiến. Khoảng cách giữa hai người rất gần, con dao của đối phương dường như nhanh hơn kiếm chảm tiên, Lâm Thanh Diện căn bản không có khả năng trốn thoát. Sự thay đổi bất ngờ này khiến sắc mắt của tất cả mọi người đều trở nên trắng bệch, Lý Mộ Bạch đứng cách đó không xa lao đến trước, nhưng cũng đã muộn. Đúng lúc này, phía trước Lâm Thanh Diện xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp. Tiểu Nguyệt mặc một chiếc sáy màu sáng đứng chắn trước Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện mở to miệng, ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Con dao không chút lưu tình đâm thẳng vào người của Tiểu Nguyệt, đột nhiên, một dòng máu chảy xuống đất, nhuộm đỏ cả đám cỏ dại trên dãy núi Côn Lôn. chương 1382, đánh chết từ Bách Tranh. Tiểu Nguyệt, Lâm Thanh Diện hét lên, Tiểu Nguyệt đã nằm trong lòng Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện, lúc trước tôi đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với anh lúc nào cũng đối đầu với anh bây giờ hôm nay tôi làm như vậy xem như là trả lại cho anh tiểu nguyệt khẽ nói giọng nói rất yếu chu tước chăm sóc cho tiểu nguyệt lâm thanh diện lớn tiếng nói chu tước cau mày hành động lúc nãy của tiểu nguyệt thực sự khiến cô ta rất ngạc nhiên bây giờ đối với tiểu công chúa của thương nguyên giới này cô ta không có bất kỳ sự nghi ngờ nào thanh long Bạch Hổ và Chu Tước cùng chạy lên, đưa Tiểu Nguyệt đi. Mau cứu chữa, có lẽ vẫn kịp. Thanh Long nói, anh ta không chỉ là người có thực lực mạnh nhất trong ba người, đồng thời còn là người có y thuật tốt nhất của chúng thần điện. Bên này, Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh đã xông lên. Bọn họ không ngờ, lúc trước thực lực của từ Bách Tranh vốn dĩ có thể phong ấn một tiếng, bây giờ mới chỉ có khoảng 40 phút, phong ấn của ông ta đã được hóa giải rồi. Tôi muốn tất cả các người đều phải chết từ bách tranh lớn tiếng nói hồn lực trong có thể phát ra một cách trắng trợn ông ta lúc này phương thức tấn công không có gì khác biệt bao gồm những người của thương nguyên giới ông ta đều tấn công dám phản bội ta đây chính là cái giá mà các người phải nhận từ bách tranh lớn tiếng hét lên tất cả mọi người rút về chúng điện thần lâm thanh diện hét lên trận chiến như này người có sức mạnh hóa cảnh đã không có tư cách để tham gia mà bây giờ nếu như bọn họ còn ở đây đối mặt với từ bách tranh dường như đã trở nên điên cuồng chỉ rơi vào nguy hiểm thôi lâm thanh diện cau mày lại anh chỉ hận khi nãy lúc suốt đao không thể nhanh hơn một chút tôi phải giết chết ông lâm thanh diện lớn tiếng hét lên tay nắm kiếm chảm tiên trực tiếp xông lên bên này lý mộ bạch và quý trường thanh đã rơi vào trạng thái bị động lấy một địch hai từ bách tranh vậy mà vẫn có thể trên cơ lâm thanh diện nhảy lên cao kiếm chàm tiên trong tay trực tiếp chém xuống. Từ bách tranh cười lạnh một tiếng, một tay đập về phía không khí. Lâm Thanh Diện cảm nhận được trước mặt có một hồn lực rất mạnh lao về phía của mình, vì vậy, anh lập tức hình thành phòng ngự phía trước mình. Hừ, cậu cho rằng phòng ngự như vậy có tác dụng với tôi sao? Từ bách tranh càn rỡ nói, sau đó, một hồn lực còn mạnh hơn chui ra. Phong thần ấn, Lâm Thanh Diện hét lớn. Đây là một loại công pháp cao cấp mà ma thần Tu La năm đó truyền lại trong lúc anh đanh bế quan chuyên tâm tu luyện. Loại phong ấn này chuyên được dùng để đối phó với cường giả thần cảnh, để hình thành được phong ấn thì hồn lực cần dùng cũng càng nhiều. Đây, chính là con át chủ bài của Lâm Thanh Diện. Hôm nay cũng là lần đầu tiên Lâm Thanh Diện sử dụng phong thần ấn, nhưng chấn động mà nó mang lại cho từ bách tranh lại vô cùng lớn. Cậu, chấm SAO cậu lại biết loại chiêu thức này. Từ Bách Tranh có chút sợ hãi. Hơn 200 năm về trước, ông ta đã bị một chiêu này của ma thần Tu La phong ấn, sau đó trong người có vô số kiếm, nếu không phải hai người em trai của ông ta liều chết cứu ông ta, sợ là đã bị ma thần Tu La chém chết rồi. Hôm nay, cảnh tượng năm đó lại lặp lại, trong lòng Từ Bách Tranh vô cùng hoảng sợ. Nhưng, rất nhanh ông ta đã phát hiện ra, phong thần ấn này của Lâm Thanh Diện trên phương diện lực hồn vẫn còn kém một ít so với ma thần Tu La năm đó muốn phong ấn tôi, đúng là hoang tưởng. Từ bách tranh hét lớn, đột nhiên, trời đất nứt ra. Ông ta cưỡng ép hơi thở trong cơ thể mình dâng lên trạng thái cao nhất. Những người tu hành thực lực hóa cảnh của thương nguyên giới kia không kịp trốn, trực tiếp bị hồn lực mạnh mẽ này bị thương, chết và bị thương đến hơn một nửa. Mà bên phía Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh mặt đất trực tiếp lõm xuống, cơ thể của hai người bọ dường như bị hồn lực mạnh mẽ này đè vào trong núi. Cùng lúc này, phong thần ấn của lâm thanh diện đã tạo thành đồng thời bị hồn lực của cường đại tấn công tên tiểu tử đáng chết lâm thanh diện không ngờ thực lực của từ bách tranh lại mạnh đến cảnh giới này bây giờ nếu như còn muốn dựa vào hồng y nữ quỷ kia đã là đều không thể nữ quỷ này thần long thấy đầu không thấy đuôi lâm thanh diện không biết lúc nào cô ta mới xuất hiện lâm thanh diện tinh bàn thức lý mộ bạch lớn tiếng hét lên lâm thanh diện đột nhiên hiểu ra không sai Tinh bàn thức có thể kết hợp hồn lực của rất nhiều người, theo cách này thực có thể thể tăng lên gấp bội, dùng để đối phó với từ bách tranh thì vô cùng hoàn hảo. Mà lúc này, phòng ấn thần đã sắp bị hồn lực của đối phương phá tan, trong lúc từ bách tranh đang đắc ý, thần hồn của Lâm Thanh Diện đã âm thần phóng ra, trực tiếp đem pháp môn của tinh bản thức truyền cho Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh đang gặp khó khăn. Hai người này là thần cảnh cường giả, trong chốc lát đã nắm được bí quyết. Chuyện không thể chậm trễ, lâm thanh diện sen lẫn hồn lực của linh khí phóng ra sau đó ba hồn lực đồng thời phóng ra đan vào nhau trong không trung đây chính là hồn lực của ba thần cảnh cường giả sau khi kết hợp lại thì vô cùng mạnh dường như đã bao phủ toàn bộ đỉnh núi côn lôn phóng lâm thanh diện hét lên thần niệm của ba người đồng thời cử động trong không trung hồn lực to lớn giống như mưa đập thẳng vào người từ bách tranh ông ta có muốn trốn cũng không trốn được hơn nữa mỗi hồn lực đập xuống, đều có thể khiến mặt đất xuất hiện một cái hố khổng lồ, loại sát thương này thật sự khiến người khác kinh ngạc. Từ bách tranh nhìn thấy hồn lực đầy trời, ông ta cũng có chút sững sờ, chiêu thức này ông ta chưa từng nghe nói đến. Một tiếng nổ lớn, một hồn lực đập một cách chính xác lên người từ bách tranh. Từ bách tranh sớm đã hình thành một tuyến phòng ngự, chỉ là không chống đỡ được với hồn lực giống như mưa ở trong không trung. Rất nhanh, phòng ngự của từ bách tranh không chống đỡ được nữa, ông ta bây giờ chỉ có thể bị ép vào trạng thái phòng thủ. Vì vậy, hồn lực tấn công lúc trước của Lâm Thanh Diện, Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh cũng biến mất. Ba người cùng đứng dậy. Lâm Thanh Diện, đây là cơ hội cuối cùng. Lý Mộ Bạch nói. Lâm Thanh Diện và Quý Trường Thanh cùng gật đầu. Long ngâm thức. Kinh thiên động địa. Bài vân trưởng. Ba thần cảnh cường giả trực tiếp phóng ra chiêu thức mạnh nhất của mình mục tiêu của bọn họ chỉ có một, chính là từ bách tranh cách bọn họ hơn 10 mét. Bùm! Từ bách tranh bên kia đã bị một ngọn lửa nuốt chừng, mà chiêu thức của Lý Mộ Bạch và Lý Trường Thanh cũng chuẩn xác đánh lên người ông ta. Ba người căng thẳng nhìn về phía trước, khói tan đi, sắc mặt bọn họ cũng trở nên cảnh giác. Một trận tấn công mạnh mẽ như vậy, từ bách tranh có thể chịu đựng được sao? May mà, kết quả rất tốt, phương hướng của từ bách tranh trên mặt đất đã bị đánh thành một cái hố sâu 8 mét trong phạm vi của cái hố cỏ cũng không thể mọc được, tất cả đều đã bị đốt cháy. Mà từ bách tranh lúc này đang nằm trong hố, quần áo trên người ông ta đã bị hủy hoại, đáng thương là đường đường là giới chủ của thương nguyên giới trước lúc chết lại ở trong trạng thái không mảnh vải che thân. Ba người Lâm Thanh Diện đi đến trước miệng hố. Lâm Thanh Diện, ra tay đi. Lý Mộ Bạch nói, và lúc này, để ngăn chặn chuyện lúc nãy xảy ra một lần nữa, Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh đồng thời phóng ra hồn lực, khóa chặt lên người của từ bách tranh. Lâm thanh diện giơ kiếm chảm tiên ra, trực tiếp nhảy xuống hố. Từ bách tranh trợn tròn mắt nhìn, nhìn kiếm chảm tiên cách mình ngày càng gần, ông ta muốn đứng dậy, nhưng lại phát hiện ra bất luận mình làm như thế nào cũng không cử động được. Trận chiến tiến hành đến lúc này, hồn lực của ông ta cũng gần như cạn kiệt, ông ta bây giờ chỉ có thể trơ mắt nhìn lâm thanh diện chém chết mình. Nhấc tay lên, đao chém xuống, động tác lần này của lâm thanh diện rất lưu loát lý mộ bạch và quý trường thanh đồng thời thở phào nhẹ nhõm hai người ngồi sụp xuống đất thể lực của hai người cũng tốt hồn lực cũng được đã đạt đến trạng thái giới hạn nếu như trận cuối cùng này vẫn không thể đánh bại được từ bách tranh lý mộ bạch và quý trường thanh đều đã chuẩn bị tốt tự nổ tung rồi từ bách tranh đã chết lâm thanh diện lớn tiếng nói đôi mắt ác liệt giây phút này anh cũng đã đợi rất lâu rồi mà thời gian mà lý mộ bạch và quý trường thanh đợi cũng rất dài mối đe dọa lớn nhất với nước C cũng đã được loại bỏ, Lâm Thanh Diện thậm chí còn làm được chuyện mà ma thần Tu La năm đó không làm được. Từ nay về sau, ba anh em nhà họ từ đã bị loại bỏ khỏi thế giới này, mà người làm được chuyện này chính là Lâm Thanh Diện và chúng thần điện sau lưng anh. Từ Bách Tranh nhận được sự trừng phạt mà ông ta đánh phải nhận, mà rất nhanh Lâm Thanh Diện cũng phát hiện ra, bên phía thương nguyên giới, những hóa cảnh thực lực vốn dĩ còn đến khoảng 30 người, Trải qua trận chiến kinh thiên động địa này chỉ còn lại mười mấy người, những người khác đều bị trận chiến lúc nãy ảnh hưởng đến. Lâm, Lâm điện chủ, xin .xin cậu bỏ qua cho chúng tôi. Một người của Thương Nguyên giới nói, chân trái của ông ta bị thương, đi khập khiễng. Đúng vậy, Lâm điện chủ, lúc trước cậu đã hứa sẽ bỏ qua cho chúng tôi, mỗi người chúng tôi. Một người khác cũng nói. Lý Mộ Bạch lạnh lùng nhìn bọn họ, anh ta biết, những người này không thể giữ lại một khi bỏ qua cho bọn họ bọn họ vẫn là mối đe dọa với thế giới này diệt cỏ phải diệt tận gốc tin tưởng lâm thanh diện sẽ hiểu điều này lúc trước tôi nói bỏ qua cho các người đương nhiên là nói được làm được lâm thanh diện bình tĩnh nói nghe thấy lâm thanh diện nói như vậy những người kia mới thở phào nhẹ nhõm bây giờ lâm thanh diện ở trước mặt bọn họ giống như sát thần vậy nhưng tôi chỉ nói là tha chết cho các người mà thôi không có nghĩa là các người không bị trừng phạt. Lâm Thanh Diện nói, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi, Lâm. Lâm Điện Chủ, cậu muốn làm gì chúng tôi? Lâm Thanh Diện cười lạnh nói, rất đơn giản, tôi muốn các người nếm chịu nỗi đau của tỏa cốt châm. chương 1383, tôi muốn về nhà. Tỏa cốt châm, sau khi mọi người nghe thấy, đều tỏ ra không hiểu. Chỉ có Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh là có chút ngạc nhiên. Tỏa cốt châm, chính là dùng một cây kim bạc vô cùng tinh xảo, sau đó truyền hồn lực vào, đâm vào khe hở trên cột sống thứ ba của đối phương. Đây là phương thức bí mật của chúng thần điện, dùng để trừng phạt những người tu luyện làm sằng làm bậy trong thành phố. Sau khi trở thành điện chủ của chúng thần điện, Lâm Thanh Diện cũng mới tiếp xúc với kỹ thuật bí mật này. Sau khi bị kim xuyên thấu xương, mỗi lần vận khí để dùng hồn lực, sẽ cảm nhận được nỗi đau thấu xương. Vì vậy, đối với những người tu luyện mà nói, kim xuyên thấu xương chính là một sự tra tấn tàn nhẫn nhất. Các người không có quyền lựa chọn, chỉ có thể chấp nhận. Nếu không, hai vị lão giả bên cạnh tôi sẽ tiến các người. Lâm Thanh Diện bình tĩnh nói. Những người của thương nguyên giới nhìn nhau, giống như cá nằm trên thớt, rất nhanh bọn họ đã nhận rõ tình thế. Mười mấy cây kim bạc được lấy ra, từng cây kim đâu vào xương sống của mỗi người tu hành của thương nguyên giới. Trong tích tắc tất cả đều chúng tỏa cốt châm, bây giờ bọn họ đã là một hồn lực trống rỗng, không có cách nào khai triển, bọn họ phải chịu đựng sự tra tấn đáng sợ này đến cuối đời. Lý tiền bối, chúng ta trở về thôi. Lâm Thanh Diện nói. Lý Mộ Bạch và Quý Trường Thanh gật đầu. Ba người cùng nhau đi bộ từ đỉnh núi Côn Lôn xuống, trở về chúng thần điện. Trận chiến ngày hôm nay đã có rất nhiều xác chết ở lại trên núi Côn Lôn. Trong không trung, những con kền kền bay vòng quanh đã đợi từ lâu, những thi thể của thương nguyên giới cuối cùng cũng không tránh khỏi việc bị ăn sạch sẽ còn chưa đến chúng thần điện chu tước và những người khác đã đợi bên ngoài điện rất lâu rồi sau khi nhìn thấy ba người lâm thanh diện tất cả người của chúng thần điện mới yên tâm từ bách tranh ông ta lý mộ bạch mỉm cười trả lời tất cả mọi người ở phía trước từ bách tranh đã chết dưới kiếm trảm tiên rồi tất cả mọi người đều gieo hò đây là chuyện mà họ muốn nhìn thấy nhất vậy những người tu hành của thương nguyên giới kia chu tước hỏi tất cả mọi người đều nhìn lâm thanh diện trong lòng bọn họ cũng không muốn bỏ qua cho những người kia tôi đã tha cho bọn họ lâm thanh diện trả lời chu tước cau mày cô ta tức giận nói không ngờ anh thực sự bỏ qua cho bọn họ anh làm như vậy lẽ nào không nghĩ đến những người đã bị thương của chúng tôi sao anh xứng đáng với bọn họ sao chu tước sao cô lại nói chuyện với lâm thanh diện như vậy cậu ấy là điện chủ của chúng thần điện chúng ta Quý Trường Thanh nói. Chu Tước thẳng thắn nói, cho dù anh ta là điện chủ, làm sai cũng phải chịu phê bình, lẽ nào anh chưa từng nghĩ đến, một khi những người tu hành kia khôi phục lại nguyên khí, nếu như bọn họ làm sằng làm bậy ở thế giới bên ngoài, chúng ta có phải sẽ đối mặt với nguy hiểm. Lâm Thanh Diện nhìn cô gái, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận, khéo miệng nở nụ cười. Anh, anh còn có thể cười sao, thật làm người khác tức chết mà. Chu Tước tức giận nói. Nếu như tôi nói tôi bỏ qua cho bọn họ, nhưng bọn họ sẽ không làm sằng làm bậy, cô có tin không? Lâm Thanh Diện hỏi. Tôi không tin, Chu Tước lớn tiếng nói. Được rồi, Lâm Thanh Diện, nhà đầu này từ trước đến giờ luôn ghét những người làm chuyện xấu, chúng ta vẫn nên nói sự thật cho cô ấy đi. Quý trường Thanh bước lên nói với Chu Tước, chuyện cô nghĩ đến, Lâm Thanh Diện cũng đã nghĩ đến rồi, những người còn lại của thương nguyên giới đều chúng tỏa cốt châm, quãng đời còn lại của bọn họ sẽ không thể dùng hồn lực tỏa cốt châm, cái này, cái này quá tàn nhẫn rồi. Chu Tước ngạc nhiên nói, cô ta cũng không ngờ Lâm Thanh Diện lại dùng cách này để trừng phạt những người của thương nguyên giới. Đối với một người tu luyện mà nói, có hồn lực nhưng lại không có cách nào sử dụng, cái này không bằng lấy mạng của họ thì hơn. Phương pháp quả thật có chút tàn nhẫn, nhưng dùng với những người như bọn họ, không hề quá đáng. Lâm Thanh Diện nói, Chu Tước cũng gật đầu, anh nói đúng, nhưng tôi vẫn không ngờ anh lại dùng tỏa cốt châm lâm thanh diện cười lúc nãy cô nói chuyện với tôi như vậy theo quy định của chúng thần điện có phải cô cũng nên chịu trừng phạt tôi chu tước cắn môi đều tại anh không nói sớm nếu như anh nói sớm anh cho bọn họ dùng tỏa cốt châm tôi cũng không nói gì anh lâm thanh diện xòe hai tay ra được rồi nói như vậy vẫn là trách anh cô có cho tôi cơ hội để nói không vừa đi đến đã phủ đầu đã nói tôi một trận không được tôi nhất định phải trừng phạt cô lâm thanh diện nói chu tước đỏ mặt vậy anh nói đi anh muốn trừng phạt tôi như thế nào lâm thanh diện suy nghĩ một lúc cười nói như vậy đi phạt cô nấu cơm cho tôi ba ngày cô thấy thế nào chỉ có như vậy chu tước nói lâm thanh diện gật đầu vốn dĩ muốn cô làm nhiều hơn mấy ngày nhưng ba hôm nữa tôi cũng nên rời khỏi đây rồi anh muốn đi chu tước nhỏ giọng hỏi đúng vậy từ bách tranh đã chết mà thương nguyên giới bây giờ có lẽ cũng đang dưới sự thống lĩnh của Tứ Tuyết Nhi, trận chiến ngày hôm nay, tất cả lực lượng của thương nguyên giới cũng đã bị hủy hoại, cho dù cô ta muốn đối phó với chúng ta, sợ là cũng phải ước lượng. Lâm Thanh Diện nhìn tất cả mọi người, sau đó nói, lần này đã rời khỏi gia đình một thời gian rất dài rồi, tôi đã đồng ý với Bích Hoài, một khi chuyện này kết thúc sẽ trở về Kinh Đô để đoàn tụ với mọi người. Nghĩ đến hứa Bích Hoài và Lâm Nhất Mạc ở Kinh Đô, trên mặt Lâm Thanh Diện lại nở nụ cười. Ô, Chu Tước cúi đầu trả lời. Ha ha, cậu nói đúng, Lâm Thanh Diện, cậu cứ yên tâm quay về, chúng thần điện có tôi và Quý Trường Thanh đảm bảo sẽ không có vấn đề gì. Lý Mộ Bạch vui vẻ nói. Ừ, Lâm Thanh Diện, cho tôi gửi lời hỏi thăm vợ cậu. Quý Trường Thanh cũng nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, vết thương của Tiểu Nguyệt thế nào rồi? Còn có, trận chiến lần này, người của chúng thần điện chúng ta có bị thương không? may mà anh còn có thể nghĩ đến điều này. Chu Tước nói, các đồng môn của chúng thần điện chúng ta có không ít người bị thương, nhưng có lẽ không có vấn đề gì lớn. Còn về tiểu công chúa kia, vết thương của cô ta rất nghiêm trọng, Thanh Long đang trị thương cho cô ta. Đưa tôi đi xem. Lâm Thanh Diện nói. Mọi người cùng nhau đi vào chung Thanh Diện, rất nhanh đã đến phòng của Tiểu Nguyệt. Đẩy của phòng, Thanh Long đang ngồi bên cạnh giường, Tiểu Nguyệt đang nằm trên giường khuôn mặt tái nhợt, trên ngực của cô ta vẫn cắm con dao màu đen kia. Không ngờ từ bách tranh lại mạnh như vậy, thân xác của ông ta đã tiêu tan, nhưng con dao biến hóa khôn lường này vẫn còn tồn tại. Quý trường thanh cảm khái nói. Có thể thấy được, trên con dao này của ông ta tập hợp bao nhiêu hồn lực, mới có thể trong một thời gian dài như vậy mà vẫn chưa tiêu tan. Lý Mộ Bạch nói, Lâm Thanh diện cao mày, con dao này của từ Bách Tranh mang theo tâm thái giết người, Điều này cho thấy Tiểu Nguyệt dùng bản thân mình để chặn con dao này đáng quý đến mức nào. Thanh Long, vết thương bây giờ của cô ấy như thế nào rồi? Lâm Thanh diện hỏi, Tiểu Nguyệt nằm trên giường đã rơi vào trạng thái hôn mê, chỉ là hơi thở yếu ớt có thể chứng minh cô ấy vẫn còn sống. Tình hình không lạc quan lắm, bây giờ điều quan trọng nhất là nhanh chóng rút con dao này ra, nhưng con dao này cắm rất sâu, nếu như rút không tốt sẽ có nguy hiểm. Thanh Long thành thật nói. Nắm chắc bao nhiêu phần trăm?" Lâm Thanh Diện hỏi. Thanh Long lắc đầu, chỉ nắm chắc 30%, nhưng cho dù như vậy, cũng phải thử. "Ừ, cậu cứ tự tin làm đi, tôi tin tưởng cậu." Lâm Thanh Diện nói. Ánh mắt Thanh Long nghiêm túc, bên cạnh, tất cả các loại thuốc và dụng cụ cầm máu đã được chuẩn bị xong. Sau đó, Thanh Long duỗi tay ra, nắm lấy con dao. Đúng lúc này, Tiểu Nguyệt đang vô cùng yếu đột nhiên mở mắt ra để, để Lâm Thanh Diện rút, tôi chấm thi anh ấy, cho dù chết dưới tay anh ấy, tôi cũng cam tâm tình nguyện. Lâm Thanh Diện nhìn Tiểu Nguyệt, mặc dù lúc anh ở Dược Thần Cốc cũng đã đọc rất nhiều sách về y học, nhưng chuyện này anh chưa từng làm. "Điện chủ, cái này, cái này phải làm sao?" Thanh Long hỏi. "Lâm Thanh Diện, tôi tin anh." Khuôn mặt Tiểu Nguyệt tái nhợt nhìn Lâm Thanh Diện nói. "Được, để tôi." "Chuyện không thể chậm trễ." Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt Tiểu Nguyệt, trên khuôn mặt tái nhợt của tiểu nguyệt xuất hiện một nụ cười chuyện mà anh làm đều sẽ thành công lần này cũng nhất định có thể lâm thanh diện gật đầu lát nữa có thể sẽ có chút đau đớn cô chịu đựng một chút nói xong tay phải của anh nắm chặt lấy cán dao lạnh lẽo hai người nhìn nhau một giây sau đó lâm thanh diện lấy hết can đảm rút con dao ra khỏi cơ thể của đối phương một cách nhanh chóng và chính xác mau cầm máu thanh long lớn tiếng hét lên mà Tiểu Nguyệt ở trên giường lại hôn mê. chương 1384, cấm địa. Tối hôm sau, gió nhẹ trước núi từ bên ngoài cửa sổ thổi vào. Tiểu Nguyệt nằm trên giường tuy sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng lại tốt hơn trước nhiều rồi. Chiến đấu một ngày một đêm, cộng thêm sau khi trở về chúng thần điện trước đó liền giúp bạn đồng hành bị thương chữa thương. Thanh Long bọn họ đã buồn ngủ không thôi rồi, đã quay về nghỉ ngơi rồi. Lúc này, trong căn phương của Tiểu Nguyệt người bị thương nặng nhất, chỉ còn lại một mình lâm thanh diện đột nhiên tiểu nguyệt nằm trên giường ngón tay út hơi động đậy sau đó mắt của cô ta khẽ mở ra cô tỉnh rồi lâm thanh diện đến bên giường hỏi tiểu nguyệt gật đầu đồng thời nhìn xung quanh bây giờ là lúc nào rồi cô đã hôn mê tròn một ngày rồi lâm thanh diện nói đứng dậy cầm một ly nước ấm cho tiểu nguyệt uống chút nước đi tiểu nguyệt gật đầu dưới sự nâng đỡ của lâm thanh diện miễn cưỡng dựa vào đầu giường Thật không ngờ, tôi vậy mà còn có thể khiến anh phục vụ tôi. Tiểu Nguyệt khẽ mỉm cười nói. Khóe miệng lâm thanh diện khẽ cong lên, cô tốt xấu gì cùng từng làm, mẹ vợ của tôi, bê trà đưa nước cho cô, đó không phải là chuyện nên làm sao. Tiểu Nguyệt lường lâm thanh diện, có điều bây giờ, hai người nói chuyện ngược lại thoải mái không ít. Sao trong căn phòng chỉ có một mình anh? Tiểu Nguyệt hỏi. Tôi bảo bọn họ trở về nghỉ ngơi hết rồi, tôi trẻ tuổi, không sao cả. Lâm Thanh Diện thản nhiên nói. Tiểu Nguyệt lắc đầu, tên này vẫn là cậy mạnh như vậy, hôm qua chiến đấu một ngày một đêm, không cần nói, những gì anh phải chịu chắc chắn lớn hơn người khác rất nhiều. Ba của tôi, đã bị chúng tôi giết rồi. Lâm Thanh Diện thành thật nói. Tuy khi Tiểu Nguyệt nhìn thấy Lâm Thanh Diện sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình thì cô ta đã có thể đoán được một kết quả như này, nhưng... Sau khi cô ta nghe thấy Lâm Thanh Diện chính miệng nói ra, trong lòng vẫn đập thình thịch, thần sắc cô quạnh tôi biết cái chết của từ bách tranh đối với cô mà nói là một đả kích nhưng con người như ông ta tôi bắt buộc phải giết lâm thanh diện nói tiểu nguyệt như có tâm ý nói đối với ông ấy tôi sớm đã lạnh lòng rồi khi tôi vì anh cản một đau đó tôi chú ý thấy trên mặt của từ bách tranh không có lộ ra bất cứ biểu cảm hối hận và đau lòng nào từ khoảnh khắc đó tôi đã biết ở trong lòng ông ấy tôi mãi mãi đều là có cũng được không có cũng chẳng sao thậm chí ông ấy trước giờ cũng không có xem tôi là con gái của ông ấy bộ dạng này của tiểu nguyệt lâm thanh diện cũng không tiếp tục nói gì tiểu nguyệt sau đó cười khổ trận chiến lần này tôi thật sự không ngờ các anh sẽ cùng giải quyết nhiều cao thủ của thương nguyên giới như vậy lâm thanh diện anh rốt cuộc đã làm như nào ba của tôi còn cả hai người chú bọn họ đều là hàng thật giá thật có thực lực thần cảnh đỉnh phong chẳng lẽ anh cũng đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong rồi nói xong tiểu nguyệt sửng sốt nhìn lâm thanh diện do khi cô ta tới đỉnh núi côn luân chiến đấu sớm đã gần đến hồi kết vì thế ánh sáng màu đỏ vạn trượng trước đó cô ta căn bản không có nhìn thấy cho nên cũng không biết lúc chiến đấu rốt cuộc đã xảy ra cái gì lâm thanh diện bình tĩnh nói thực lực của thần cảnh đỉnh phong tôi không có tôi chẳng qua chỉ có thực lực thần cảnh sơ kỳ mà thôi nhưng lại do thủ đoạn của bản thân giết được những người có thực lực thần cảnh trung kỳ đó vậy vậy anh sao mà làm được tiểu nguyệt vô cùng khó tin hỏi nếu đã như thế vừa hay tôi có chuyện muốn hỏi thử cô nói rồi lâm thanh diện lấy viên lạc hồng thạch trong tay ra lạc hồng thạch tiểu nguyệt kinh ngạc nói anh sao lại có cái này lạc hồng thạch chính là lúc đầu tần trường sinh trộm đi từ thương nguyên giới mà làm tiểu công chúa trước kia của thương nguyên giới tiểu nguyệt biết sự tồn tại của lạc hồng thạch tự nhiên cũng là điều bình thường chuyện này nói ra thì dài chỉ là điều tôi muốn hỏi cô là viên lạc hồng thạch này rốt cuộc có tác dụng gì Tôi trước đó đã từng hỏi Nguyên Thần của Chiến Thần Tu La, ông ta luôn nói thứ này rất thần kỳ, nhưng cũng rất nguy hiểm, chỉ là bảo tôi giữ gìn nó cho tốt, nhưng cũng không có nói rõ, không biết cô biết vài chuyện liên quan tới Lạc Hồng Thạch hay không?" Lâm Thanh diện hỏi. Lông mày của Tiểu Nguyệt nhíu lại, "Thứ này, tôi cũng chỉ là thỉnh thoảng nghe ba nói qua, nói nó vốn là luôn được để trong cấm địa của Thương Nguyên giới, sau này bị người của Thương Nguyên giới tự ý xông vào cấm địa, trộm đi mất." lâm thanh diện không có biểu cảm gì người tự ý xông vào cấm địa trong miệng của tiểu nguyệt này chắc chính là chỉ tần trường sinh tôi biết trong viên lạc hồng thạch này ẩn chứa lực lượng cực lớn còn cái khác tôi thật sự là một chút cũng không rõ tiểu nguyệt nói lâm thanh diện biết tiểu nguyệt của bây giờ sẽ không nói dối với anh cô ta nói không biết vậy thì thật sự không biết dù sao ở thương nguyên giới người chân chính có thể nắm giữ bí mật cốt yếu chắc là chị gái của cô ta từ tuyết nhi mới đúng mà ban ngày ngày hôm qua, ánh sáng đổ vạn trường bỗng xuất hiện ở trên chiến trường, cùng hồng y nữ quỷ tên là Giao Chỉ Đó. Lâm Thanh Diện nghi ngờ những điều này có liên quan với lạc hồng thạch, hồng y nữ quỷ chắc là nấp trong lạc hồng thạch. Vừa nghĩ như vậy, thực lực của nữ quỷ đó mạnh như vậy, chắc có thể thấy sự thần kỳ của lạc hồng thạch. Hôm nay sau khi trải qua chuyện này, từ tuyết nhi cô ta cuối cùng cũng nhận được vị trí giới chủ như mong muốn rồi, cả thương nguyên giới đã thành vật trong túi của cô ta. Tiểu Nguyệt trầm giọng nói, chỉ là, từ tuyết nhi con người này lòng dạ tàn độc, tôi nghĩ, cái chị ta muốn không chỉ là thương nguyên giới, mà cả thương nguyên giới này, anh phải lưu tâm, chị ta bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tiến công với thế giới này của chúng ta. Thế giới này của chúng ta. Lâm Thanh Diện mỉm cười nhìn Tiểu Nguyệt, sắc mặt của Tiểu Nguyệt ửng đỏ, ở nước xê thời gian quá lâu, cộng thêm khoảng thời gian này xảy ra vô số chuyện, cô ta ngược lại đã xem bản thân là người của thế giới này rồi. Cô nói cũng đúng, cô vốn chắc là người nước C, nói thế giới này của chúng ta cũng không có sai. Lâm Thanh Diện giải vây thay cô ta, sau đó đứng dậy nói cô yên tâm, như những gì cô nói, hành vi tiến công lớn lần này của thương nguyên giới các cô, chúng tôi khó phòng, nhưng bây giờ, ba anh em nhà họ từ đã chết rồi, cuộc chiến này, 10 cường giả thần cảnh của thương nguyên giới cũng đã bỏ mạng tại đây, cô cảm thấy chỉ dựa vào từ tuyết nhi của hiện nay sẽ là đối thủ của chúng tôi sao? cho dù cô ta đã đạt tới thần cảnh đỉnh phong, chúng tôi cũng không sợ. Lâm Thanh Diện nói rất hiển nhiên, bây giờ, muốn tiêu diệt chúng thần điện, xâm phạm nước C, trừ phi phái người tương tự như Trần Dung trước kia. Từ Tuyết Nhi không có đạt tới thần cảnh đỉnh phong, chị ta hiện nay cũng chỉ có cấp bậc của thần cảnh trung kỳ. Tiểu Nguyệt nói, vậy thì càng không sợ rồi, thần cảnh trung kỳ mà thôi, dựa vào một mình tôi thì có thể khiến cô ta có đi không về. Lâm Thanh Diện tự tin nói anh của bây giờ, tuy chỉ có thực lực của thần cảnh sơ kỳ, nhưng dựa vào huyền kình tu luyện trong cơ thể, cùng chiêu thức huyền diệu được chiến thần tu la truyền thừa lại, còn cả hồn lực mạnh mẽ và thêm cả kiếm trảm tiên, anh có lòng tin đánh bại được mỗi một cao thủ thần cảnh trung kỳ. Anh hoàn toàn không hiểu từ tuyết nhi, hoặc nói, anh không hiểu thương nguyên giới của chúng tôi. Tiểu Nguyệt nói, ồ, lời này sao lại nói vậy? Lâm Thanh Diện hỏi, anh còn nhớ hay không, vừa rồi tôi đã nhắc tới với anh, sau Thương Nguyên giới của chúng tôi có một cấm địa. Cấm địa? Không sai. Tiểu Nguyệt gật đầu, nói tiếp, nói là cấm địa, thật ra, năm đó khi chúng tôi bị Chiến Thần Tu La đuổi tới Thương Nguyên giới không phải vậy, nhưng sau đó không lâu, ba đột nhiên tuyên bố, phàm là người của Thương Nguyên giới, ai cũng không được phép bước vào cấm địa nửa bước, nếu không, cách không cần luận tội. Vậy sao? Lông mày của Lâm Thanh diện nhíu lại, xem ra thứ anh hiểu về Thương Nguyên giới vẫn là quá ít rồi. Không sai, tôi sau này nghe ba bọn họ từng nhắc tới, bọn họ ở trong cấm địa giấu tất cả kỳ chân dị bảo của thương nguyên giới, càng là có không ít bí thuật nâng cao thực lực, nếu anh không quên, chắc vẫn nhớ, trước đó khi ở dược thần cốc, người đàn ông tên Thanh trúc đi theo bên cạnh tôi nhỉ." Tiểu Nguyệt nói. "Kiếm Hạ hồn vong, đương nhiên nhớ." Lâm Thanh Diện lạnh giọng nói. "Chương 1385: Gặp lại giao trì." Tiểu Nguyệt lúc này rõ ràng có hơi ngại ngùng, theo lý mà nói Thanh Trúc cũng vì mình mà chết. Nếu như anh nhớ, chắc biết, lúc đó khi Thanh Trúc gặp mặt anh, chẳng qua chỉ là có thực lực của Hóa Cảnh đỉnh phong, nhưng mười mấy ngày sau, các anh ở Dược Thần Cốc gặp lại lần nữa, thực lực của anh ta đã tới thần cảnh. Lông mày của Lâm Thanh diện nhíu mày, Tiểu Nguyệt nói không sai, lúc đó, Thanh Trúc chỉ có thực lực Hóa Cảnh đỉnh phong, ở dưới kiếm của mình, chẳng qua chỉ biến thành một tia tàn hồn. Nhưng, sau đó lúc tỉ thí đan dược ở Dược Thần Cốc, Thanh Trúc đột nhiên xuất hiện Lúc đó, khí tức của anh ta trở nên hoàn toàn khác rồi, đã đạt tới thực lực của thần cảnh. Nếu không phải lúc đó, trong chiêu thức lợi hại nhất của anh ta ẩn giấu sát khí, mà Lạc Hồng Thạch vừa hay là khắc tinh trời sinh của sát khí, bản thân nói không chừng lúc đó bị thanh trúc giết rồi. Nhưng tôi nhớ, lúc đó thanh trúc mang một mặt nạ, sau khi tôi gỡ mặt nạ của anh xuống, diện mạo của anh ta xấu xí vô cùng, hoàn toàn không giống như trước đây nữa. Lâm Thanh Diện nói, Tiểu Nguyệt gật đầu, nói ra thì, lúc đó vẫn là tôi đã hại anh ta, không nên kêu anh ta tu luyện bí thuật cổ linh kinh của thương nguyên giới chúng tôi, mà cuốn cổ linh kinh này chính là một cuốn bí thuật trong thời gian ngắn nâng cao thực lực cất giấu trong cấm địa. Lâm Thanh Diện vô cùng sửng sốt, anh ta không ngờ, ở thương nguyên giới còn có thứ thần kỳ như vậy. Cổ linh kinh đó cất giấu trong cấm địa, cô sao lại có được? Lâm Thanh Diện hỏi, là, là ba của tôi cho tôi. Tiểu Nguyệt Thành thật nói, bây giờ xem ra, ông ấy căn bản chính là muốn để tôi nâng cao thực lực hơn để làm việc cho thương nguyên giới còn diện mạo xấu xí hay không căn bản không phải là chuyện ông ấy quan tâm lâm thanh diện đứng ở đó một người làm ba vậy mà muốn làm chuyện như vậy với con gái của mình thật là xấu đến cực điểm nếu đã là cấm địa lại là nơi từ bách tranh nhấn mạnh nhiều lần không cho phép bất cứ ai vào vậy tôi nghĩ những người còn lại của thương nguyên giới này chắc cũng sẽ không tiến vào cấm địa đâu nhỉ lâm thanh diện nói anh hoàn toàn không hiểu từ Tuyết Nhi. Tiểu Nguyệt nói, chị ta vì để đạt được mục đích, bất cứ chuyện gì đều sẽ làm, một cấm địa mà thôi, chị ta đương nhiên dám xông vào, tôi chỉ là lo lắng, thật sự đến lúc đó, chị ta yêu cầu thủ hạ cũng đi tu luyện bí thuật cất giấu trong cấm địa, sau khi thực lực tăng lên thì sẽ động thủ với thế giới này. Lâm Thanh Diện dùng tay sờ sờ mũi, nói như thế thì cái chết của từ Bách Tranh, không thể hiện chuyện này sẽ kết thúc, ngược lại, biểu thị một bắt đầu mới nếu từ tuyết nhi thật sự như những gì tiểu nguyệt nói, vậy thì thế giới này vẫn sẽ không thái bình. Đáng chết, lẽ nào tranh đấu với thương nguyên giới, phải mãi mãi tuần hoàn hay sao? Trong lòng Lâm Thanh Diện thầm nghĩ. Lâm Thanh Diện, cô mới qua cơn nguy hiểm, cố gắng nghỉ ngơi, tôi về phòng trước. Lâm Thanh Diện nói. Tiểu Nguyệt gật đầu, mắt tiến Lâm Thanh Diện rời khỏi nơi này. Về đến phòng của mình, Lâm Thanh Diện dựa vào đầu giường, hồi lâu chưa thể chìm vào giấc ngủ. Cảm giác phấn khích khi đại chiến kết thúc vừa qua đi, những lời nói đó của Tiểu Nguyệt, ngược lại không thể không khiến Lâm Thanh Diện lại trở nên lo lắng. Vào ban ngày, chúng thần điện rất nhiều đã bắt đầu kế hoạch du lịch thế giới rồi, theo bọn họ thấy, trách nhiệm bọn họ gánh trên vai đã kết thúc, từ bách tranh vừa chết, thương nguyên giới cũng không còn tồn tại nữa rồi. Nhưng, bây giờ nếu như nói với bọn họ, nguy hiểm còn xa mới chạm tới, thậm chí sẽ còn có nguy hiểm lớn hơn, không biết những người này sau khi nghe xong thì sẽ có cảm tưởng gì lẽ nào thật sự hết cách rồi sao lâm thanh diện lẩm bẩm nói trong miệng anh không phải là sợ người phụ nữ từ tuyết nhi này nên biết trong cuộc chiến đấu khi đối diện với ba cường giả có thực lực thần cảnh đỉnh phong lông mày của lâm thanh diện đều không có nhíu lại lấy một cái là truyền nhân của chiến thần tu la anh càng có sự can đảm kiên định hơn người thường chỉ là điều duy nhất khiến anh cảm thấy khổ não là nếu như cứ tiếp tục như thế Tuần hoàn không ngừng, bản thân rốt cuộc đến khi nào mới có thể cùng người nhà đoàn tụ? Lông mày của Lâm Thanh Diện nhíu chặt, vấn đề này đối với Lâm Thanh Diện mà nói, quả thật là một vấn đề lớn. Bỏ đi, mặc kệ nói như nào, sáng ngày kia khởi hành tới kinh đô, cùng Bích Hoài và Tiểu Nặc nặc đoàn tụ một lát, sau đó lại quay về chúng thần điện, thương lượng chuyện tiếp theo. Lâm Thanh Diện sau khi xác định chủ ý, liền nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, bỗng nhiên anh ở trong mơ bị một giọng nói đánh thức này ngủ rồi à tỉnh đi nói chuyện với tôi lông mày của lâm thanh diện nhíu lại anh nằm trên giường không có mở mắt ra nhưng trước mắt của anh rõ ràng xuất hiện một làn xương mà ở trong làn xương này hồng y nữ quỷ đó đang nhìn anh cười anh tỉnh rồi à hồng y nữ quỷ vô cùng huyễn ảo thần niệm của lâm thanh diện khẽ động lại phát hiện mình bất luận đang nghĩ cái gì đối phương dường như đều có thể biết vậy nữ quỷ cô sao lại xuất hiện vào lúc này. Lâm Thanh Diện không thân thiện nói, anh vừa mới ngủ, mặc kệ là ai, vừa ngủ liền bị đánh thức vì ổn, đều khiến người ta rất không thoải mái. Hồng y nữ quỷ bĩu môi, có hơi tức giận nói, tôi nhớ tôi từng nói với anh tên của tôi rồi nhỉ, anh sao còn gọi người ta là nữ quỷ. Cô cứ đột nhiên xuất hiện như này, không phải là nữ quỷ thì là cái gì. Lâm Thanh Diện nói, được rồi, vậy lần sau khi anh gặp nguy hiểm nữa, Tôi không ra giúp anh, xem anh phải làm sao. Sao chỉ cổ quái lém lỉnh nói. Lâm Thanh Diện lập tức nghĩ tới, trước đó khi mạng của mình mong manh như sợi chỉ, đạo ánh sáng đỏ vạn trượng đó xuất hiện rồi. Đồng thời, anh cũng biết, không y nữ quỷ này trông xinh xắn đáng yêu, nhưng thực lực quả thật cực kỳ khủng bố. Một chiêu liền phong ấn tu vi của ba người có thực lực thần cảnh đỉnh phong của đối phương, thực lực như này, Lâm Thanh Diện nghĩ anh sợ rằng cả đời cũng không thể đạt tới cảm ơn nữ, nữ cô nương hôm qua đã tương cứu. Lâm Thanh Diện nói, vừa rồi suýt nữa lại buột miệng nói ra hai từ, nữ quỷ. Nữ cô nương, đột nhiên, sao chỉ mím môi cười, còn có cách xưng hô kỳ lạ này sao? Lâm Thanh Diện cũng có hơi ngại, không biết sao chỉ cô nương, đêm khuya gọi tôi tỉnh là muốn làm gì? Làm cái gì, đương nhiên là ăn anh rồi, nữ quỷ cười rồi nói. Lâm Thanh Diện bị dọa sững người, cô nàng này, nếu thật muốn ăn anh, sợ rằng anh thật sự không có khả năng kháng cự. Yên tâm đi, trước đó chúng ta không phải đã nói rõ rồi sao, đợi sau khi anh kết thúc chiến đấu với những phế vật đó thì tôi ra ngoài tìm anh, anh quên rồi sao? Sao chỉ nói? Lâm Thanh Diện trầm giọng nói, tôi không quên. Chỉ là, đối với việc gọi ba anh em từ bác tranh bọn họ là phế vật trong miệng của giao trì, Lâm Thanh Diện ngược lại không có bất kỳ ý kiến nào. Cho nên, tối nay tôi ra ngoài tìm anh rồi, anh bảo anh trước đó cứ ở trong phòng cô gái nhỏ đó, nếu không tôi cũng sẽ không đến bây giờ mới ra ngoài. Nói ra thì anh có phải là nhìn chúng tiểu công chúa gì đó của thương nguyên giới đó không? Giao trì cô nương đừng đùa, chỉ là tôi đã giết ba của cô ta, mà cô ta cũng là vì tôi mới bị thương nặng, chăm sóc cho cô ta cũng là lẽ đương nhiên. Lâm thanh diện thành thật nói, khóe mắt của Giao trì mang ý cười. Được rồi, tôi đùa anh thôi, nói thật thì hai chúng ta có thể gặp được nhau ngược lại là duyên phận lâm thanh diện gật đầu không sai giao chỉ cô nương tôi nếu không đoán sai cô chắc ẩn thân ở trong lạc hồng thạch nhỉ cái này cũng bị anh phát hiện rồi lâm thanh diện anh quả nhiên thông minh giao chỉ thừa nhận có thể nói như vậy tôi chính là lạc hồng thạch lạc hồng thạch cũng chính là tôi có điều anh có thể có được lạc hồng thạch cũng coi như là một đoạn kỳ duyên rồi trước đó tần trường sinh trộm đi lạc hồng thạch từ thương nguyên giới nói như thế ông ta cũng chắc từng thấy cô rồi lâm thanh diện hỏi anh nói cái tên giả thối tha tần trường sinh đó sao ông ta diện mạo xấu như này tôi việc gì phải ra gặp ông ta giao trì khinh bỉ nói sau đó khẽ mỉm cười nhìn lâm thanh diện anh thì khác trẻ tuổi lại đẹp trai nhân phẩm cũng coi như không tồi tôi muốn ra tìm anh nói chuyện lâm thanh diện nhìn biểu cảm thích thú của đối phương trong lòng nói giao trì này chắc sẽ không thật sự muốn ăn mình rồi chứ Vậy, xin hỏi cô nương, cô rốt cuộc là ai, hoặc nói, Lạc Hồng Thạch rốt cuộc là một bảo vật như thế nào? Lâm Thanh Diện hỏi, bây giờ, vấn đề này chính là vấn đề lớn nhất khiến anh phiền não. Sao chỉ cười nói, những điều anh nói này, tôi bây giờ còn chưa thể nói cho anh được, có điều anh yên tâm, không mất bao lâu nữa, anh chắc chắn sẽ biết. Không mất bao lâu nữa sao? Lông mày của Lâm Thanh Diện nhíu lại, vậy rốt cuộc là khi nào? Giao chỉ trước mắt từ từ đi tới gần Lâm Thanh Diệt, khẽ nói: đợi tới ngày anh diệt sạch thương nguyên giới. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chuyện dễ quý trời cho.